Xin chào, bây giờ trở lại chương trình của The LV News và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện quan trọng liên quan Tổng thống Trump. Có vẻ như một sự kiện chấn động tại New Jersey. Ông Trump làm long trời lở đất tại New Jersey, một tiểu bang của đảng Dân Chủ, dự đoán là 40.000 người sẽ bắt đầu tham dự cuộc rally của ông Trump vào chiều ngày mai tại thành phố Wildwood, New Jersey vào 5 giờ chiều. Đây là đoạn video ngắn chúng ta sẽ trình bày cho quý vị. Đoạn video này thì có vẻ như được phỏng vấn bởi cái chương trình của Fox News. Và cái chương trình này phỏng vấn ba cử tri của ông Trump. Chúng tôi xin tạm dịch. Tổng thống Trump, ông Trump đã nói, Tổng thống Trump sẽ đến New Jersey vào ngày mai để tham dự một cuộc vận động tranh cử lớn tại Golden State. Hơn 40.000 người ủng hộ dự kiến sẽ tham gia. Điều này trái ngược hoàn toàn với 100 người xuất hiện cho ông Biden tại Wisconsin vào thứ Tư. Đi sâu hơn vào 6 cái sự kiện trước đây cho thấy 5 trong số điểm dừng chân của Biden là gây quỹ. 5 trong 6 cái sự kiện của Trump điểm dừng chân là chiến dịch công khai. Có nghĩa rằng là ông Trump đi gây quỹ ít hơn ông Biden. Tham gia cùng tôi là ba cử tri New Jersey, Janice, Roy và William. Điều đó có nghĩa là Trump thu hút được 40.000 người tham dự một cuộc rally trên cái bờ biển hai tuần trước cái ngày tưởng niệm, khi chúng ta tất cả đều biết New Jersey là một tiểu bang của đảng Dân Chủ. William trả lời, vâng, điều đó có nghĩa là động lực ở New Jersey. Điều đó có nghĩa Trump đang chú ý đến con số và tôi chỉ muốn hét lên vì họ đang làm một cái trò chơi và họ play một cái cuộc vận động cơ sở tuyệt vời trong việc ghi danh cử tri mới của đảng Cộng Hòa. New Jersey trong vài tháng qua, chúng tôi đã có số lượng ghi danh cử tri của đảng Cộng Hòa tăng gấp đôi so với cử tri của đảng Dân Chủ. Vì vậy, đối với một cái trạng thái màu xanh của đảng Dân Chủ, nó thật sự nhấn mạnh những gì có thể xảy ra vào tháng 11 sắp tới. Tôi muốn xem xét hai cuộc thăm dò từ Washington, từ một tiểu bang xanh khác, có Trump đang tăng 1 hoặc 5% trong tổng tuyển cử vào tháng 11. Ông Trump nói, điều đó có vẻ như rất là hoang đường. Really? Nhìn những con số trong ghi danh của New Jersey và có bao nhiêu người xếp hàng để nghe Tổng thống Trump nói về thứ bảy tuần này. Không có câu hỏi tại sao ông sẽ đến New Jersey. Chúng ta sẽ đi sâu vào con số đó trong giây lát. Tôi muốn tập trung vào ý nghĩa của Trump trên con đường này. Khi tôi đến gặp Roy trong phiên tòa có New York ảnh hưởng như thế nào tới hàng xóm gia đình của bạn cho Donald Trump hay không? Có nghĩa rằng là trong cuộc phỏng vấn này, ông đặt câu hỏi với ông Roy. Đây, ông Roy là ông này nè. Ông Roy là ông này. Ông đặt câu hỏi rằng là ông Roy, cái phiên tòa của ông Trump thật sự có tác động gì với ông, cử tri hay không? Ông Roy trả lời nó không có tác động tiêu cực gì cả. Nếu có bất kỳ điều gì, nó sẽ gây khó chịu vì họ không thể tin được rằng điều này đang xảy ra tại một quốc gia văn minh như nước Mỹ của chúng ta. Đúng luôn. Đến ông Trump, ông nói trong một chương trình sáng ngày hôm nay, ông nói như thế này nè. Ông nói rằng là đây là một trò chơi chính trị bẩn thỉu. Số phận chính trị của Trump sẽ không do tòa án quyết định, bởi vì câu chuyện này quốc tệ. Một lần nữa, khi mà chúng ta có một thẩm phán gian lận, những điều tồi tệ có thể xảy ra. Những điều rất xấu có thể xảy ra, tôi đang cố gắng edit thật nhanh để khi mà thật sự nếu mà tôi nói sai một điều nào đó thì họ sẽ tống tôi vào tù. Tức là thẩm phán rất là chính trị hóa. Ông Roy nói, những gì xảy ra trên phiên tòa này, những gì mà chúng ta sẽ nghĩ trong cái chủ nghĩa cộng sản hoặc là quốc gia của thế giới thứ ba. Vì vậy, điều này tôi chắc chắn 100%. Khi Tổng thống Trump có thời gian rảnh, tất nhiên ông ấy sẽ trở lại cái địa phương và tranh cử. 100% những điều này sẽ giúp đỡ cho ông Trump rất là nhiều cảm tình và những tiểu bang sẽ đem đến cho ông Trump sự chiến thắng và sự thay đổi rất lớn như New Jersey.
miễn là họ theo dõi tính liêm chính của cuộc cử tri, kiểm tra ID cử tri. Tôi cảm thấy New Jersey sẽ chuyển đổi sang nhiều cái tiểu bang khác ngoài kia. Ông Todd trả lời thêm, wow, đó là một tuyên bố. Khi bạn nhìn vào số mà William ám chỉ Cheney, chúng rất hấp dẫn vì đảng Cộng Hòa đã tăng ghi danh gấp đôi so với đảng Dân Chủ cái lượng cử tri mới. Vậy đây là bản phân tích thực tế của những con số đó. Trong năm ngoái, đảng Cộng Hòa New Jersey đã ghi danh được 3.000 cử tri mới, trong khi đó Dân Chủ chỉ có 1.000 cử tri. Vào tháng 3, đảng Cộng Hòa New Jersey cũng có điều tương tự giống như đảng Dân Chủ đã mất thêm 300 cử tri. Vì vậy, Jenny, bạn nghĩ như thế nào về điều ngẫu nhiên này, những cử tri mới quyết định chưa bao giờ bỏ phiếu? Họ sẽ tham gia đảng Cộng Hòa, hay đây là cơ sở của đảng Cộng Hòa New Jersey đang thay đổi những cử tri cho đảng Dân Chủ, những người đã mệt mỏi vì chính sách rất tệ hại của ông Biden? Jenny là câu này nè quý vị. Đây là cô Jenny. Cô Jenny nói, ồ, chắc chắn. Chắc chắn là rất nhiều điều sẽ thay đổi đang diễn ra. Tôi biết chắc chắn về điều đó. Tôi biết đáng nhiều đảng viên đảng Dân Chủ đang thực hiện cái chính sách đổi đảng. Họ sẽ không bỏ phiếu cho Biden. Đó là điều chắc chắn. Làm thế nào bạn có thể những người bất hợp pháp đi qua biên giới tội phạm này? Ở đây chúng ta có phiên tòa bê bối của Trump. Ý tôi là khi nào trong lịch sử bạn chưa bao giờ có một tổng thống trải qua những điều mà ông Trump đang trải ra. Ông ta không cần đặt mình vào những điều này. Ông ấy có quá nhiều tiền và thời gian để sống một cuộc sống hạnh phúc ở đâu đó, thay vì đối phó với trường hợp của đảng Dân Chủ để làm cái nước Mỹ vĩ đại trở lại. Điểm này là hoàn toàn đúng luôn. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái luận điểm này của bà Jenny. Khi thật sự ông Trump có thể có được một cuộc sống tuyệt vời, thì tại sao ông phải tham gia một cuộc chiến mà thật sự nếu mà ông không có lòng làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại? Và đây là bản tin cụ thể khi Tổng thống Trump sẽ làm chấn động tiểu bang New Jersey vào ngày mai. Tổng thống Trump sẽ vận động tranh cử tại tiểu bang của đảng Dân Chủ New Jersey sau một tuần xét xử nữa của dự án Stormy Daniels. Đừng coi New Jersey là một chiến thắng dễ dàng cho Joe Biden. Michael Briney, một đảng viên của đảng Cộng Hòa, đang thúc đẩy nỗ lực cấp cơ sở nhằm để thúc đẩy cái số phiếu bầu của ông Trump tại đây. Ông Michael đã nói với tờ báo The Epoch Times trước cuộc vận động tranh cử dự kiến ngày 15 tháng 5, 11 tháng 5 tức ngày mai của thành phố Wynwood vào lúc 5 giờ chiều của New Jersey. Tại một thị trấn ven biển, trái ngược với niềm tin phổ biến, New Jersey là một tiểu bang tự do vô vọng. Ông cho biết hàng chục ngàn người hâm mộ của Trump dự kiến sẽ đổ về bãi biển này, sẽ tạo ra một cơn sóng thần, đám đông lớn nhất trong chiến dịch tranh cử tổng thống cho 2024. Sự kiện này diễn ra vào giữa cái phiên tòa xét xử hình sự cho Tổng thống Trump, những cáo buộc về hồ sơ kinh doanh tại tiểu bang New York. Wildwood là một phần thân thiện của Trump, của một tiểu bang liên tục bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong vài chục năm trở lại đây. Ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cuối cùng giành chiến thắng tại New Jersey là George H.W. Bush vào năm 1988. Bang này cũng là quê hương của một trong những nhà phê bình cấp cao nhất của Tổng thống Trump. Đó là cái thằng mập, Chris Christie. Thằng đó giờ biết chạy đâu tôi cũng chẳng biết luôn. Lúc mà New Jersey bị bão, nó ra, nó ngồi, nó phê cái bụng phệ của nó trong cái tại cái bờ biển New Jersey. Tôi cũng chẳng biết hoàn toàn. Hơn nữa, một số cuộc thăm dò dư luận của cử tri New Jersey cho thấy Tổng thống Trump đã dẫn trước ông Biden, hoặc là ứng cử viên độc lập, đó là Robert F. Kennedy Jr. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia thường xếp New Jersey vào cục màu xanh hay đảng Dân Chủ. Nhưng ông Michael và thành viên khác trong nhóm của đảng Cộng Hòa trên hết, có nỗ lực đang thay đổi. Ông nói rằng là một thành phố có khoảng 5.000 cư dân. Mặc dù ông Trump đã thua ứng cử viên Joe Biden vào 2020 16 điểm tại New Jersey, nhưng ông đã giành được trong khu vực Wildwood này cách biệt vang dội là 25 điểm phần trăm. Khu vực này là quê hương của dân biểu Hoa Kỳ Jane Van Drew, người đã chuyển đảng phái của mình từ đảng Dân Chủ sang đảng Cộng Hòa vào năm 2020. Và ông ấy đã thắng cử lại sau khi làm như vậy. Marco, chủ sở hữu của công ty In and Suit, trong số nhiều nhà nghỉ kiểu thập niên 50-60 dọc theo đại lộ Ocean cho biết, Wildwood khác biệt là nơi cổ kính là một phần thân thiện với gia đình. Khi nghe và xác nhận cuộc rally của ông Trump, đã treo biểu ngữ Trump 2020 cửa sổ văn phòng của nhà nghỉ.
Trong trường tôi sẽ không trưng bày những thứ như thế này. Tôi thích giữ thái độ trung lập trong việc kinh doanh của mình. Ông nói với tờ báo The Epoch Times phỏng vấn vào ngày 9 tháng 5, tuy nhiên ông quyết định thể hiện lòng trung thành của mình và chào đón cựu tổng thống và những người ủng hộ của ông làm như vậy về đây với thành phố. Ông cho biết mặc dù tổng thống là một tỷ phú nhưng ông cảm thấy có duyên với cách tiếp cận chính phủ theo phong cách doanh nhân của mình. Ông Paddy Suchi cho biết, nhiều người dân cũng đánh giá sự liên kết giữa Tổng thống Trump với các giá trị bảo tồn truyền thống. Là một người gốc Philadelphia và ông lớn lên trong gia đình của đảng Dân Chủ. Nhưng ông Paddy Suchi nói rằng ông phản đối việc đảng Dân Chủ chuyển sang cường tả. Cho đến nay, khi biểu ngữ Trump tại nhà nghỉ của ông đã thu hút được lời phàn nàn. Một người phụ nữ Pennsylvania phàn nàn là cô ta không thích Tổng thống Trump. Ông Paddy Suchi nói, mọi người khác đều tích cực về điều đó hoặc là không nói gì cả. Wildwood là một thành phố nằm trên hòn đảo trắng, là một phần của The Wildwood, là một nhóm gồm 5 đô thị. Trong chuyến thăm gần đây nhất của Tổng thống Trump tới khu vực này vào ngày 28 tháng 1 của 2020, trung tâm hội nghị Wildwood đã vượt quá xa sức chứa 10.000 người. Cái đám đông tràn vào khu vực đổ xe xung quanh mặc dù cái nhiệt độ ban ngày đã giảm xuống 20 độ. Thời tiết cuộc rally ngày 15 tháng 5 dự báo sẽ thuận lợi hơn, mặc dù có phần lạnh hơn bình thường với nhiệt độ 50 độ F dưới cái bầu trời màu xanh mây. Ông Rani, người tham gia chính trường của New Jersey trong 40 năm, cho biết ông nhận thấy sự ủng hộ dành cho ông Trump đang lan rộng tại những khu vực The Garden State. Để phát huy tối đa tiềm năng, ông và nhóm của ông đang triển khai một sáng kiến mang tên dự án 14 vào cuộc rally. Cái tên đó đại diện cho cử tri đoàn tại New Jersey. Ông nói chúng tôi muốn chuyển 14 lá phiếu cho ông Trump. Để giành được chức tổng thống, ứng cử viên phải giành 270 đại cử tri. Được phân bổ dựa trên dân số của tiểu bang, số phiếu phổ thông hoặc là tổng số phiếu bầu. Ông nói 14 cũng là con số cử tri bổ sung mà ban tổ chức đang yêu cầu mỗi người ủng hộ để bảo đảm cho tổng thống Trump. Đây không phải là một gánh nặng lớn. Tôi nghĩ khi mọi người tham gia, họ sẽ còn tham gia nhiều hơn thế nữa. Nhưng đó là câu hỏi vô cùng ban đầu. Cuộc tụ họp của dự án 14 được tổ chức 11:30 sáng. Xin lỗi quý vị, 11:30 sáng và 3:00 chiều thứ bảy tại nhà hàng Uri Waterfront. Có xe đón miễn phí đến địa điểm rally gần đó. Nhóm sẽ nhấn mạnh việc bỏ phiếu và bảo vệ phiếu bầu cho tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11. Dự kiến sẽ khiến tổng thống đương nhiệm chống lại tổng thống cựu. Tổng thống Trump chống lại tổng thống cựu. Ông Rani cho biết dự án là kết quả của 15 cuộc rally cấp cơ sở mà đảng Cộng hòa nước Mỹ trên hắn đã tổ chức trên khắp New Jersey trong đầu năm qua. Tại một số sự kiện đó, các tình nguyện viên đã thu được 9.000 chữ ký để tổng thống Trump có tên trong lá phiếu của New Jersey. Ông Rani cho biết con số này gấp khoảng 3 lần chữ ký thu thập được cho ông Biden. Ông coi con số đó là một trong phong vũ biểu cho thấy sự nhiệt tình đối với tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng nó có thể báo hiệu tổng thống Trump đang coi chiến thắng của ông tại tiểu bang New Jersey là có thể. Lưu ý rằng cái bang thường xuyên bầu cho đảng Cộng hòa không phải là bang New Jersey, nhưng bang này càng ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. Ông Rani chỉ ra rằng cuộc thăm dò quốc gia cho thấy sự bất mãn ngày càng tăng đối với cử tri về hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất là nền kinh tế của Hoa Kỳ, thứ hai là chính sách nhập cư. Trước khi những lo ngại như vậy, ông Rani cho rằng ngày càng nhiều người dân New Jersey sẵn sàng mang đến cho Tổng thống Trump một cái nhìn mạnh mẽ hơn. Ông Rani thừa nhận New Jersey có thể trở thành tâm điểm chiến dịch của Trump. Nhưng mà thật sự chiến dịch này đang nỗ lực trong những tiểu bang xoay chiều như là bang Pennsylvania. Nhưng ông nói rằng là những bổ sung cái nỗ lực đó, ông tin rằng tiểu bang New Jersey sẽ là một bước điểm khác hoàn toàn trong tương lai. 100% về điều này. Thì thành ra rằng ông Trump rất là tự tin. Và ông Trump sẽ tiếp tục tấn công của tiểu bang này. New Jersey gần ở Washington, quý vị, gần ở New York, thành ra ông đến cũng gần. Thì tôi nghĩ câu chuyện mà ông Trump xuất hiện tại tiểu bang New Jersey mà chấn động 40.000 người, đó là một cơn bão táp mưa xa cho cái đảng Dân Chủ. Và đó là bản tin của LV News và chúng tôi sẽ cập nhật bản tin tiếp theo. Trải chương trình của The LV News tiếp theo. 15 cái tiểu bang quan trọng đã chính thức đâm cái đơn kiện lên chính quyền của Biden về sửa đổi cái quy định về giới tính trong cái đề mục số 7 ở số 9. Điểm này rất là quan trọng khi thật sự cái quyền lực của chính quyền Biden đang bắt đầu thúc đẩy
rất là nhiều và overstep đi cái quyền lực của tiểu bang. Các tiểu bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo đang kiện chính quyền của Biden, khuyên các trường học bỏ qua những đổi mới trong cái đề mục số 9 của liên bang. Những thay đổi này đã mở rộng việc bảo vệ sự phân biệt giới tính đối với học sinh tự xác nhận là có giới tính ngược lại hoặc là chuyển giới. Sự thay đổi quy định được công bố ngày 19 tháng 4 sẽ được chính thức hóa việc Bộ Giáo dục định nghĩa lại giới tính để bao gồm cả nhận dạng giới tính. Tôi mặc dù tôi là homeless, ai đâu quay không phải là homeless mà vẫn có nhà ở nhưng mà nhà mướn. Tôi không phải là triệu phú nhưng mà không biết trong tương lai tôi là ngân hàng đó tôi là triệu phú muốn rút 1 triệu đô ra được không tôi không biết. Giống như quý vị là nam mà đang có feeling là nữ thì identify mình là nữ. Tôi đang nghèo, tôi identify tôi là triệu phú được không? Vì thử coi, thử vô ngân hàng coi bây giờ tôi là triệu phú, trong tài khoản tôi có 1 triệu đô. Coi nó có cho rút được không? Có cái hiệu lực. Và ngày 1 tháng 8, những thay đổi này đã trao cho những người nam tự xác định là nữ quyền. Được sử dụng nhà vệ sinh, phòng thay đồ nữ, tham gia các tổ chức chỉ dành cho nữ. Theo quy định mới này, hành vi quấy rối có thể bao gồm việc sử dụng các đại từ nhân xưng chính xác về mặt sinh học. Cái đề mục thứ 9 là một luật dân quyền mang tính bước ngoặt năm 1972. Nhằm để bảo vệ phụ nữ khỏi sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong các chương trình giáo dục do liên bang tài trợ, mang lại cho cơ hội bình đẳng. Các trường học và cơ sở giáo dục đại học không tuân thủ cái đề mục số 9 sẽ bị biến mất tiền tài trợ liên bang. Trong tuần này thì 15, cái bang đã đệ cái đơn kiện. Cáo buộc chính quyền của liên bang đã vượt cái quyền hạn và thay đổi cái bản chất của đạo luật ban đầu. Tôi sẽ nói rất rõ ràng vì ông Joe Biden quyết định viết lại đề mục số 9 là một những hành động cực đoan và bất hợp pháp nhất mà chúng ta từng kiến trong chính phủ của liên bang. Giám đốc giáo dục công lập tiểu bang Oklahoma Ryan Walter nói trong một cuộc họp hội đồng tiểu bang hồi thứ Tư. Đó là một phần tấn công vào tiểu bang của chúng tôi. Đó là cuộc tấn công vào cái gia đình của chúng tôi. Đó là cuộc tấn công nhằm vào những người phụ nữ, trẻ em, gái của chúng tôi. Tổng đốc bang và giám đốc giáo dục của Texas, bang Oklahoma, Florida, Louisiana, Montana, South Carolina cũng đã yêu cầu các học khu của họ đã phớt lờ cái định nghĩa mới này. Trong bức thư gửi cho ông Joe Biden, thống đốc của tiểu bang Gray Abbott, Texas, đã khiển trách và khiển trách cái sự lạm quyền của Tổng thống. Ông Abbott, một thành viên của đảng Cộng Hòa viết, tôi đang chỉ thị cho Sở Giáo dục Texas đã phớt lờ cái lệnh bất hợp pháp của ông. Việc ông viết lại cái đề mục số 9 không chỉ vượt quá cái thẩm quyền hiến định của ông, mà còn chà đạp lên những luật mà tôi đã ký để bảo vệ tính chính trực của các môn thể thao nữ bằng cách cấm nam giới thi các môn vận động với nữ. Đây là một cuộc đối đầu giữa liên bang và tiểu bang rất là quan trọng. Và đối với tôi, cái sự kiện mà ông Trump trả về lại, tối cao pháp viện trả về lại cái Roe kiện quay về phá thai cho tiểu bang là chuyện hoàn toàn hợp lý. Như vậy hãy để tiểu bang tự quyết định đi. Tiểu bang California nó muốn cho nữ đấu với nam đấu với nữ là chuyện bình thường của nó. Nhưng mà tiểu bang Texas thì họ không thể làm được vì điều này. Cái điểm mấu chốt ở đây là giáo dục. Thì một giáo dục của Biden đe dọa nếu mà những tiểu bang nào không phục vụ cái quy trình mà bệnh hoạn của tụi nó thì tụi nó sẽ không cắt cái ngân sách xuống. Thì cái lý do trong tương lai tôi nghĩ cái vấn đề ngân sách của mọi tiểu bang và cũng nên hạn chế rất nhiều về cái vấn đề ngân sách rót từ liên bang. Chính quyền của Biden đã báo cáo trước lần này thay đổi quy định là toàn diện nhằm mang lại công bằng cho tất cả học sinh. Trong một tuyên bố hồi tháng 4, Bộ trưởng Giáo dục của Biden, hơn 50 năm đề mục số 9 đã hứa hẹn mang lại cơ hội bình đẳng để học tập và phát triển trong các trường học của đất nước chúng ta mà không phải chịu sự phân biệt giới tính. Bộ trưởng giáo dục của Joe Biden nói là những quy định sau cùng được xây dựng dựa trên nền mục của số 9 bằng cách làm rõ tất cả sinh viên, học sinh của chúng ta trên toàn quốc có thể được những trường học an toàn, thân thiện và tôn trọng quyền của các em. Trong khi đó, Phó Giám đốc Pháp lý của Liên minh Tự do Dân sự của Hoa Kỳ đã hoan nghênh việc thay đổi định nghĩa bao gồm thanh thiếu niên nhận định mình là người chuyển giới. Phó Giám đốc Pháp lý của Liên bang Tự do Dân dục Hoa Kỳ nói, vào thời điểm quan trọng mà thanh thiếu niên chuyển giới đang bị các chính trị gia sử dụng như một bao đấm bốc
Quy định sau này cùng với đề ra một hướng nhắc nhở quan trọng các trường học rằng không thể phân biệt đối xử dựa trên nhận dạng giới tính, tình trạng chuyển giới hoặc là xu hướng tính dục. Mặt khác, những thay đổi quy định này xung đột với lực của ít nhất 11 tiểu bang theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống, cấm những người nam lẫn lộn về mặt giới tính sử dụng nhà vệ sinh nữ. Luật cũng yêu cầu học sinh, sinh viên sử dụng nhà vệ sinh tương ứng với giới tính của họ đã ban hành tại những tiểu bang của đảng Cộng hòa như là Alabama, Arkansas, Florida, Iowa, Kansas, Kentucky, North Carolina, Oklahoma, Tennessee. Luật mới về nhà vệ sinh của Utah sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, dự luật Idaho đã bị một thẩm phán tạm dừng. Một số tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo cũng yêu cầu các trường học phải thông báo cho các bậc cha mẹ nếu học sinh họ tự nhận là người chuyển giới. Một số tiểu bang đã cấm những trường buộc nhân viên sử dụng cái từ danh xưng đó là học sinh chuyển giới ưa chuộng. Bản thân đổi luật liên bang dường như cho phép thông báo cho cha mẹ nêu rõ ràng. Không có một điều trong những quy định sau cùng để ngăn cản bên nhận trợ cấp của liên bang tiết lộ thông tin về trẻ vị thành niên cho cha mẹ của em đó, những người có quyền hợp pháp nhận thông tin thay mặt cho con em của họ. Florida, Kentucky, Montana, North Dakota và các luật để bảo vệ giáo viên và học sinh không bị kỷ luật nếu họ không sử dụng các đại từ nhân xưng mà những người tự nhận là người chuyển giới ưa chuộng. Hôm ngày 30 tháng 4, Kentucky, Ohio, Virginia, West Virginia, Tennessee, Indiana đã kiện chính quyền của Biden và những tiểu bang mới nhất đứng lên phản kháng cái sự dâm đặc của Biden. Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ không có thẩm quyền cho nam sinh vào phòng thay đồ của nữ. Tổng trưởng lý Tennessee Jonathan, một thành viên của đảng Cộng hòa đã tuyên bố trong một vụ kiện và ông nói: trong nhiều mươi năm, tức là nhiều thập niên, kể từ khi được thông qua đề mục số 9 đã được hiểu là bảo vệ sự riêng tư và an toàn của phụ nữ trong không gian riêng tư như phòng thay đồ và phòng tắm. Một ngày trước đó, ngày 29 tháng 4, Louisiana, Mississippi, Montana, Idaho cùng với Viện Nghiên cứu Chính sách Bảo vệ Tự do đã kiện chính quyền của liên bang, cáo buộc chính phủ đã lạm quyền. Vụ kiện này được đệ trình lên tòa án địa hạt liên bang, địa hạt phía Tây Louisiana, cáo buộc Bộ Giáo dục của Biden đã áp đặt một cách bất hợp pháp lên hệ thống tư tưởng giới trẻ của Hoa Kỳ. Vụ kiện còn một lần nữa là quy định là một nỗ lực rõ ràng nhằm buộc các trường học của chúng ta phải ràng giũa trẻ em của chúng ta theo quan điểm ưa thích của chính phủ liên bang đương nhiệm về cách trẻ em nên suy nghĩ, hành động và nói năng như thế nào. Cái đơn kiện nêu rõ, luật sau cùng là luật sỉ nhục đối với phẩm hạnh của gia đình và ban giám hiệu của trường khắp nơi mọi nơi, còn lâu mới được hợp pháp. Tiểu bang Texas đã thông qua một luật phản đối vận động và vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao nữ, đã để cái đơn kiện chung với tổ chức America First Legal. Dù kiện được bộ phận Aramillo của tòa án địa hạt liên bang địa hạt phía bắc của Texas xét xử, tổng trưởng lý của Texas Ken Paxton cho rằng chính phủ của Biden không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đang can thiệp vào chủ quyền của Texas. Ông Paxton nói trong một tuyên bố, chính phủ của Biden đã vượt quá cái thẩm quyền của mình và bóp méo hoàn toàn ý nghĩa của Quốc hội định ra khi ban hành cái luật này. Ông cho rằng những thay đổi sẽ cưỡng ép cái hệ thống tư tưởng giới tính phản khoa học lên các trường học và cơ sở giáo dục hiện đại. Alabama, Alabama, Georgia, Florida, South Carolina, tức là Nam Carolina đã cùng Trung tâm Luật Phụ nữ độc lập, cái nhóm bậc cha mẹ bảo vệ giáo dục Speak First đã đề cái đơn kiện lên tòa án địa hạt phía bắc của Alabama. Cái đơn kiện nêu rõ, vào thời điểm ban hành, không ai nghi ngờ rằng việc sử dụng giới tính trong luật này ám chỉ cái giới tính sinh học. Cô Rayleigh Gay, một đại sứ của diễn đàn phụ nữ độc lập, đã thông báo trên mạng xã hội rằng tổ chức của cô đã đề cái đơn kiện. Cựu vận động viên bơi lội Đại học Kentucky đã thu được sự thu hút chú ý trong những năm gần đây khi lên tiếng phản đối sự cạnh tranh không công bằng giữa nam giới thi đấu trong môn thể thao dành cho phụ nữ. Cô Gay đã đồng hàng với Lisa Thomas, một vận động viên bơi lội nam giới chuyển sinh của Đại học Pennsylvania ở nội dung 200 yard tự do nữ của giải vô địch bơi lội nữ vào 2022 của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia. Cô Gay đã lên tiếng về sự bất lợi mà cô và vận động viên nữ bơi lội khắp nơi gặp phải khi thi đấu với vận động viên bơi lội nam cao 6.4 feet, 1.95 m. Sự bất công này mà cô gặp phải khi NCAA đã trao chiếc cúp hạng năm duy nhất cho đối thủ chuyển giới của cô.
Tuy nhiên, cái vận động viên bơi lội gì chuyển giới này lại biện hộ cho việc mình tham gia môn thể thao dành cho nữ. Người chuyển giới nữ thi đấu trong môn thể thao dành cho nữ không đe dọa đến môn thể thao nữ nói chung. Như vậy, cái đám đăng dân chủ nó đi tìm bảo vệ cái quyền phụ nữ đâu? Cái thái độ chính này rõ ràng là bảo vệ cái quyền phụ nữ, tức là môn thể thao nữ cạnh tranh với nữ. Chứ không bao giờ để mấy thằng nam cắt cu mà để đi cạnh tranh với nữ. Người chuyển giới chỉ là một cái thiểu số rất nhỏ trong vận động viên. Các quy định của NCAA liên quan đến người chuyển giới thi đấu các môn thể thao dành cho nữ đã có hơn từ 10 năm nay. Và chúng ta chưa thấy cái làn sóng nào về phụ nữ chuyển giới chiếm ưu thế. Sau khi nghe tin về sự thay đổi quy định của chính quyền trong trường này, cô gái đã than thở vì quan điểm cho rằng giới tính và tư tưởng giới tính là tương đương. Đàn ông cũng có thể nhận được học bổng đại học và học bổng thể thao của phụ nữ, cô viết trong bài đăng của Axe. Bài đăng cũng cho thấy rằng cả sinh viên và học sinh sẽ bị buộc phải sử dụng những đại từ nhân sinh mà bạn chuyển giới ưa chuộng. Ví dụ như có thể bị buộc tội quấy rối nếu bỏ qua hoặc thậm chí thắc mắc về quy định nói trên, cô viết trong một bài đăng. Mặc dù cho đến nay lần thay đổi quy định này của chính quyền Biden đã không đề cập rõ ràng đến vận động viên chuyển giới, nhưng chính phủ được cho là đã đề cập trong thời gian tới. Các nhà phê bình cho rằng việc trì hoãn như vậy là một thủ thuật trong năm bầu cử để che chắn cho ông Biden khỏi một sắc lệnh không hợp lòng dân. Tôi chỉ lập luận rằng đó nhất định không phải là mong muốn của người Mỹ. Rõ ràng là không an toàn, ông Jonathan Butcher, một thành viên của Trung tâm Chính sách Giáo dục thuộc Quỹ Di sản cho biết. Việc bảo vệ các môn thể thao nữa đã trở thành một lời kêu gọi tập hợp của phái bảo tồn truyền thống, trong bối cảnh những người nam giới tự nhận là phụ nữ tham gia vào môn thể thao dành cho nữ giới đánh bại các cô gái phụ nữ đã giành được những học bổng, những huy chương mà khiến nữ giới bị thương trong các môn thể thao. Luật của tiểu bang cũng cấm nam giới tham gia các môn thể thao dành cho phụ nữ. Các cô gái của tiểu bang đã được khoảng 20 tiểu bang áp dụng. Cả bốn cái điều kiện đều cho rằng lần này thay đổi quy định là vi phạm cái đạo luật thủ tục hành chính, một cái đạo luật chi phối thủ tục mà cơ quan liên bang dựa để xây dựng vào những quy định của hành chính. Ông Butcher cho biết vấn đề này còn có thể gây bất lợi cho nhà nước điều hành nếu mà cái điều kiện được đưa lên tối cao pháp viện, xét trên cái phán quyết trước đó của pháp viện. Mặc dù tối cao pháp viện chưa thụ lý những cái vụ kiện liên quan đến vận động chuyển giới, nhưng họ đã từng giải quyết những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của cơ quan chính phủ. 2022, tối cao pháp viện đã phán quyết trong một vụ án West Virginia kiện Cục Bảo vệ Môi trường EPA rằng cơ quan này không đủ thẩm quyền để áp đặt cái quy định về khí thải nhà kính đối với những nhà sản xuất điện. Trong vụ kiện này thì EPA đang cố gắng sử dụng cái đạo luật không khí sạch để buộc các nhà máy điện chuyển đổi thành nhà máy phong năng hoặc quang năng. Ông Butcher cho biết rất nhiều người chú ý theo dõi cái diễn biến của pháp viện trên rằng cái tòa án cấp cao sẵn sàng bác bỏ cái đạo luật thủ tục hành chính của Biden. Ông Jonathan, luật sư của tổ chức công dân bảo vệ tự do tại Texas đã nói với tờ báo The Epoch Times là chính phủ đang cố gắng lấn áp quyền của Quốc hội vì để thay đổi định nghĩa về giới tính. Rồi từ đó cũng thay đổi cách hiểu về luật mà Quốc hội đã thông qua sẽ tác động đến hầu hết tất cả mọi trẻ em người Mỹ. Tức là những trường hợp liên quan đến học thuyết vấn đề trọng yếu, ông cho biết. Học thuyết cái vấn đề trọng yếu là một nguyên tắc được áp dụng trong điều kiện luật thành chính của Hoa Kỳ. Theo đó có tòa án giả định rằng Quốc hội không ủy thác những vấn đề bằng tính chính trị hoặc kinh tế quan trọng cho cơ quan hành pháp. Holian cho biết đây là vấn đề phân lập quyền lực. Ông cho biết chính quyền của Biden đang cố gắng phán quyết áp dụng của 2020 của tối cao pháp viện trong vụ kiện Boston kiện quận Clayton về cái đề mục số 9. Ông cho biết dù Boston không áp dụng vụ đề mục số 9. Ý kiến trong vụ đó liên quan đến đề mục số 7, số 8. Số 7. Trong cái đạo luật dân quyền năm 1964, pháp quyền đã ra phán quyết là tuyển dụng không thể phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng đồng tính luyến ái hay là nhận dạng giới tính. Trong cái đề mục số 9 thậm chí còn có một số nội dung cho phép tách biệt dựa trên giới tính sinh học bị lược bỏ đi, chẳng hạn như phòng thay đồ, phòng vệ sinh dành cho nữ, ông cho biết. Ông Hulian cho rằng Quốc hội cần phải tái khẳng định cái thẩm quyền của mình trước cái nhà đất hành chính của Biden. Tổ chức CDF đã tiến hành lời kêu gọi hành động, đề nghị các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ và đảng Cộng hòa để đệ trình một phán quyết chung nhằm để phản đối lần này thay đổi quy định trong đạo luật giám sát của Quốc hội, ông cho biết.
Quốc hội cũng cần bảo vệ những thể chế của mình bởi như vậy để bảo vệ cái hiến pháp. Và đó, đó là chương trình của The VL News. Trải chương trình của The VLKT News. Có vẻ như ngày hôm qua Tổng thống Trump sau khi ra cái tòa án, cái phiên tòa, lần đầu tiên cái lời tuyên bố của bà Stormy Daniel, ông Trump đang nói gì và chúng tôi sẽ dịch thuật cho quý vị những cái lời ngắn gọn nhất. Vì vậy, đó là một ngày rất lớn, một ngày rất tiết lộ nhiều thứ. Nếu chúng ta nhìn thấy cái trường hợp dự án là hoàn toàn sụp đổ, công tố viên không có gì trong cái sổ án và hồ sơ, thậm chí cũng chẳng có cái gì đó thật sự liên hệ với cái dự án. Đó chỉ là một thảm họa của công tố viên do George Soros tài trợ. Toàn bộ trường hợp này là một thảm họa, một sự can thiệp cuộc bầu cử. Nếu các bạn, độc giả pháp lý, có lẽ không phải là người Palestine, cả những kẻ kích động xấu thật sự tồi tệ. Và tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm họ là ai, họ đến từ đâu, đối xử như thế nào, đối xử con tin January 6. Lúc này là đoàn Tổng thống Trump đang nói về sự kiện, đáng lẽ cái vụ án này không được xảy ra, và đương nhiên vụ án chúng ta sẽ tập trung về nhiều hơn cái sự kiện liên quan đến sinh viên. Bạn phải đối xử họ theo cùng một cách. Đây là những kẻ kích động trước ông Trump nói về những người liên quan đến sinh viên đang làm tổn thương đất nước của chúng ta. Những cái phát hiện ngày hôm qua, những người kích động trong bảo tàng Metropolitan và một số trường đại học khác, tôi nghĩ rằng đó là khoảng 20% của sinh viên và 80% là người khác. Vì vậy, đó là một vấn đề bưng bít lớn, một vấn đề từ trái sang phải, một vấn đề mà thật sự họ đang truy tố tôi để che giấu những sự xấu xa của chính quyền Biden. Hy vọng chúng ta nhìn lại cái nền kinh tế của Biden vẫn tiếp tục hoạt động không tốt. Một sự đổi thay rất lớn, đơn thuần họ khởi kiện là hoàn toàn về vấn đề chính trị để che giấu đi sự lạm phát của chính phủ. Trong khi đó, chúng tôi có một cuộc xâm lăng của đất nước. Chúng tôi có hàng trăm ngàn người đến từ cái biên giới của đất nước. Chúng ta đã nhìn thấy tất cả những gì mà trường hợp cái biên giới đang khủng hoảng. Vì vậy, chúng ta phải kiểm soát cái lạm phát, chúng ta phải kiểm soát cái giá cả, chúng ta phải kiểm soát một lần nữa. Tôi chỉ khuyên quý vị, hãy đọc những lời tuyên bố của Jonathan Turley, Jerry Gregg, Mark Levin, những người tài năng, những người khác thật sự họ kinh hoàng với cái phiên tòa này. Họ gọi đây là một sự ô nhục của công lý, ô nhục cho phiên tòa, một sự ô nhục cho nước Mỹ. Chính quyền của Biden đang truy tố tôi. Tôi đang ở đây thay vì tôi đang chiến đấu ở tiểu bang Georgia, ở New Hampshire hay là Wisconsin như một số tiểu bang khác mà chúng tôi có thể chiến thắng cho 2024. Chính quyền của Biden nó làm cho tôi stuck ở đây và tôi vẫn tiếp tục nằm tại cái tòa án này, và đây là sự can thiệp rất bất công vào vụ án. Ok quý vị, cái lời tuyên bố của ông Trump thì có vẻ như cũng rất là đặc biệt. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục bình luận cái đoạn này như thế nào cho quý vị đây.